xin được giới thiệu với anh chị một cụ thiềm thừa gỗ chắc, hàng gỗ chắc Việt, gỗ chắc đỏ đen, chuẩn đồ đen luôn. Hàng liền khối, chỉ có đồng tiền, duy nhất đồng tiền thì em làm riêng như này mình có thể lắp ra gắn vào cho cụ luôn. Cụ thiềm thừa với chiều ngang là 25, chiều sâu là 26 và chiều cao là 18. Dạ vâng, kích thước là chiều ngang là 25, chiều sâu là 26 và chiều cao là 18. Anh chị nào muốn muốn sở hữu cụ liên hệ trực tiếp với tận gỗ Sửng Nguyễn Hồng, số điện thoại 0987336318, gọi trực tiếp cho em chốt tác phẩm. Nên ship hàng tất cả hàng tượng nhà em làm ra là ship hàng trên toàn quốc và em bao ship luôn. Cụ thiềm thừa rất to đẹp. Với một tác phẩm gỗ chắc thì như này là lớn rồi anh chị. Vì là số cái phôi gỗ chắc mà em làm ở cóc đó thì lâu lâu mới kiếm được một cái phôi lớn lớn thôi. Chứ nếu mà làm một phôi nào mà lớn quá thì cũng khó bán thôi, giá thành nó cao. Phôi này được gọi là phôi lớn với giá mềm ở bên em rồi. Rồi bác nào muốn sở hữu tác phẩm hãy liên hệ với em nhé. Điện thoại 0987336318 nhé. Quay thêm một vòng nữa cho anh chị coi. Cái màu sắc đỏ đen là tác phẩm rất là đẹp luôn. Và cụ này đã tích hợp được đầy đủ màu đỏ đen. Đẹp đấy, cân đối.